Con người chúng ta có 5 giác quan để thu nhận thông tin từ các sự vật, sự việc và thế giới quan bên ngoài qua các giác quan đó. Trước hết thì chúng ta cùng nhớ lại xem có những giác quan nào. Thị giác là khả năng nhận và diễn giải thông tin từ ánh sáng đi vào mắt. Thính giác là khả năng tiếp thu âm thanh bằng cách phát hiện các dao động qua một cơ quan nào đó, ví dụ như tai của chúng ta. Vị giác là khả năng phát hiện mùi vị của các chất như thực phẩm, khoáng chất và các chất độc. Khứu giác có tác dụng cảm nhận mùi thông qua múi của con người. Xúc giác là những cảm giác có được khi đụng chạm, tiếp xúc bằng da, có thể là qua tay, chân hoặc cơ thể. Với ý tưởng từ những giác quan đó của con người thì trong công nghiệp cũng như trong cuộc sống hàng ngày, người ta sản xuất ra các thiết bị với các chức năng tương tự còn gọi là cảm biến. Vậy thì cảm biến là gì? Phát biểu một cách kỹ thuật hóa thì cảm biến là thiết bị điện tử cảm nhận những trạng thái hay quá trình vật lý, hóa học hay sinh học của môi trường cần khảo sát và biến đổi thành tín hiệu điện để thu thập thông tin và trạng thái của quá trình đó. Nói một cách ngắn gọn, cảm biến dùng để phát hiện trạng thái thực tế của đối tượng và chuyển đổi thành tín hiệu điện để dùng cho mục đích lưu dữ liệu hoặc điều khiển các thiết bị khác. Cảm biến gồm những loại nào? Có nhiều loại, nhưng thông thường chúng ta sẽ phân thành 3 nhóm chính. Thứ nhất là cảm biến vật lý, bao gồm các loại cảm biến như cảm biến điện từ, cảm biến ánh sáng, cảm biến hồng ngoại, tiềm cận, vân vân. Cảm biến hóa học như là cảm biến nhiệt độ, độ ẩm, độ pH và cảm biến khói. Cảm biến sinh học, phát hiện đường glucose, DNA, protein, vân vân. Nếu phân loại theo tín hiệu điện thì cảm biến được phân thành 2 loại. Đó là cảm biến tín hiệu số, hay còn gọi là cảm biến on-off, và cảm biến tương tự analog. Cảm biến số là các cảm biến đưa về tín hiệu on-off, có hoặc không, chỉ một trong hai mà thôi. Ở ví dụ này chúng ta thấy được, khi có vật tiếp xúc gần với cảm biến tiềm cận thì cảm biến đóng mạch và cho dòng điện đi qua. Lúc này ta định nghĩa cảm biến ở trạng thái on, và ngược lại khi không có vật tiếp xúc thì cảm biến hở mạch không cho dòng điện đi qua, cảm biến ở trạng thái off. Cảm biến tương tự hay còn gọi là cảm biến analog sẽ đưa tín hiệu dòng điện hoặc điện áp về bộ điều khiển. Ví dụ như dòng điện từ 4 đến 20 mA hoặc điện áp từ 0 đến 10 V. Chúng ta gặp các tín hiệu tương tự như cảm biến mức, cảm biến nhiệt độ, cảm biến độ ẩm, cảm biến áp suất, vân vân. Một ví dụ về cảm biến tương tự là cảm biến mức nước. Nếu mức nước ở 0% thì cảm biến đưa về dòng điện là 4 mA. Nếu mức nước ở 100% thì cảm biến đưa tín hiệu về là 20 mA. Từ đó bộ điều khiển có thể biết được hiện tại thực tế mức nước trong bồn là bao nhiêu. Đấu nối cảm biến như thế nào? Đối với cảm biến on-off sẽ có hai cách đấu nối, đó chính là NPN và PNP. Tín hiệu NPN được hiểu là tại được nối giữa một cực là dương nguồn với một cực là đầu ra của cảm biến. Tín hiệu PNP được hiểu là tại được nối giữa một đầu là đầu ra của cảm biến và một cực là âm nguồn. Thông thường chúng ta sẽ bắt gặp cảm biến dạng PNP nhiều hơn vì đầu ra tín hiệu của cảm biến là điện áp dương 24V DC mà không phải là 0V DC để tránh tác động nhầm khi chạm đất. Còn trong môi trường cháy nổ như các hầm mỏ, các công xưởng khí đốt dễ cháy thì bắt buộc phải dùng cảm biến NPN vì các tiếp điểm thường sẽ không được mang điện tích dương vì dễ xảy ra cháy nổ. Tiếp điểm ngó ra dạng NPN, tức là không có điện áp trên tiếp điểm, sẽ giúp hạn chế tối đa khả năng cháy nổ khi sự cố xảy ra. Trên đây là một số kiến thức cơ bản về cảm biến, có thể chưa đầy đủ và sâu sắc, nhưng cũng có thể mang đến cho các bạn những hiểu biết tổng quan để có thể hình dung và tiếp cận được, và cuối cùng là có thể ứng dụng và thực hành trong công việc cũng như là trong cuộc sống. Cảm ơn các bạn, mình sẽ quay lại ở video tiếp theo.